Bạn đã từng bao giờ tự hỏi tại sao đại bàng được gọi là vua của các loài chim không? Thứ nhất, đại bàng luôn bay một mình ở độ cao lớn và không bay chung với chim nào hết. Thứ hai, đại bàng có khả năng nhìn và tập trung cao. Nó có thể nhìn tới 5 km trên bầu trời. Thứ ba là đại bàng không bao giờ ăn những thứ đã chết đi, nó chỉ ăn con mồi tươi. Thứ tư là đại bàng thích bay trong cơn bão, và chỉ có loài chim duy nhất là đại bàng yêu thích cơn bão. Thứ năm là khi một con đại bàng cái gặp một con đại bàng đực chúng muốn giao phối, thì con đại bàng cái ngậm nhánh cây bay lên rất cao và thả xuống. Khi con đại bàng đực bay theo nhánh cây để bắt được cành cây, khi đó con đại bàng cái mới chịu giao phối. Thứ sáu là khi chuẩn bị đẻ trứng, đại bàng thường làm tổ trên vách núi cao, và mỗi kỳ sinh nở của chim cái chỉ có 2 trứng thôi. Chim bố mẹ chỉ có khả năng nuôi một con chim non, nên thường sẽ có cuộc quyết đấu giữa 2 con chim con nào thắng sẽ được nuôi cho đến khi trưởng thành. Và thứ bảy là khi đại bàng già đi, khi nó cảm thấy nó yếu đuối và sắp chết, tự nhổ lông của mình để lông khác mọc ra và sống thêm được vài năm nữa.